Để đánh dấu sự kiện biết đầy đáng nhớ này và ngày hôm nay gia đình của bé Tường Vy đã tổ chức một tiệc ấm cúng cùng với sự hiện diện của quý vị chúng ta đang ngồi ở đây. Và bây giờ không để làm mất thêm nhiều thời gian của quý vị nữa, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho sự xuất hiện của nàng công chúa nhỏ Tường Vy của chúng ta cùng tiến lên ở đây. Cô bé Tường Vy của chúng ta đã chính thức bước sang một chỗ mới, đó chính là tuổi vui rất là tròn trẻ và rất là dễ thương. Thì Tường Vy ơi, ngày hôm nay chị sinh nhật của con có rất nhiều cô chú và các bạn của con, thì con có lời nào để chia sẻ hay những lời cảm ơn nào đến các cô chú cũng như các bạn của con không? Rồi, bạn nhỏ tiếp theo, bạn nhỏ cao cao bự bự của chúng ta, đâu vậy, cho chúng mày biết tên con đúng không? Con tên gì? Minh Trí. Minh Trí mấy tuổi rồi? Dạ, Minh Trí hiểu được cha này chưa? Rồi, Minh Trí tự tin được bao nhiêu cái? Không biết. Không biết lắm rồi, cố gắng thì mới biết đúng không? Cố gắng lắm nha. Tiếp một hơi tuần sau vào, biết bao? Ở nè, trong cách vào mà con xoa xoa cái gì vậy? Cố gắng tiếp một hơi tuần sau rồi nha. Chúc mừng sinh nhật. 2, 3. Chúc mừng sinh nhật. Không biết khi nào con giờ, biết khi nào con đứng luôn. Nhưng các cô con rất là tốt. Chúc mừng con nha, con hôm nay có thành tích là 9 giây. Rồi, chị buồn với ủng hộ qua bên kia đứng chung hai bạn đứng đó nha. Rồi, thí sinh tiếp theo, thí sinh tiếp xíu.